Ủa, doctor khỏe, đang làm gì vậy? À, đang tính hái mấy cái lá lốp để cuốn thịt bò đó mà. Hôm nay Đình Toàn có rảnh không? Ở lại ăn cơm với khỏe luôn nha. Ngại quá à. Doctor khỏe mời thì dễ gì mà không ở. Hello anh Đình Toàn. Ủa, ai kêu mình vậy? Hello doctor khỏe. Ủa, sao không thấy ai hết vậy ta? Em ở dưới này nè. Nhìn xuống nào. Sao lại nằm dưới này vậy nhóc? Hồi nãy bạn giáo vô tình thổi qua và kết cục là em phải phơi mình dưới này nè. Rồi, vậy là em lá lốt đúng không nè? Mau mau, chỉnh trang lại y phục để chào quý vị khán giả đi kìa. Anh Đình Toàn ơi, em lên với anh đây. Anh Toàn nghĩ doctor khỏe nuôi em tốt lắm đây nè. Tưới tiêu chăm sóc đầy đủ cho nên nhìn em u na u nần. Lá lốp rất là dễ trồng và chăm sóc. Mỗi ngày khỏe đều tưới nước cho cây 2 lần. Lá lốp có rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nên gia đình khỏe thường dùng lá lốp để cuốn thịt bò hoặc ăn như là rau sống vậy. Bên cạnh việc làm những món ăn ngon, em còn có thể chữa bệnh nữa đó anh Đình Toàn. Vậy em có thể nói cho quý vị khán giả biết là em có thể chữa được những bệnh gì? Em có thể chữa được bệnh đau nhất cơ thể thường gặp ở người lớn tuổi. Theo y học cổ truyền, lá lốp có vị nồng, hơi cay, tính ấm, có công dụng ôn trung, có nghĩa là làm ấm bụng, tán hàn, có nghĩa là trừ lạnh và giảm đau. Thường được dùng để chữa các chứng đau nhức xương khớp khi trời lạnh. Vậy thì, doctor khỏe, chúng ta phải chế biến lá lốt như thế nào để có thể cải thiện tình trạng ra mồ hôi tay, ra mồ hôi chân? Để chữa bệnh ra mồ hôi tay chân mọi người, dùng 30g lá lốt, nấu với một chén nước và một muỗng muối. Sau khi nấu xong, chờ nước ấm, cho tay và chân vào ngâm trong vòng 20 phút. Thực hiện hàng ngày trong vòng 1 tuần, sẽ thấy tình trạng bệnh biến mất. Doctor khỏe, không biết sao dạo này Đình Toàn hay bị tình trạng lạnh bụng, nặng bụng á. Lá lốt cũng có tính ấm, chống hàn. Vì vậy, nó có tác dụng trong việc chữa đau bụng nè, chống phong hàn nè, tay chân lạnh tê nè, nôn mửa, đầy hơi, khó tiêu nữa đó Đình Toàn. Wow, công nhận, lá lốt có nhiều công dụng hữu ích thật. Mọi người lưu ý giúp em nha, những người có dấu hiệu bị đau dạ dày, nhiệt miệng hay là táo bón thì không nên dùng lá lốt. Và mỗi ngày chỉ nên dùng từ 50 đến 100 gram lá lốt thôi nha. Với những chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả chúng ta sẽ biết cách sử dụng lá lốt như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe của mình. Đó tôi khỏe. Sao vậy? Khỏe. Khỏe đói bụng quá à. Cái điều này có phải là muốn đi vô trong để làm món bò cuốn lá lốt ăn đúng không? Đúng rồi nè. Đúng cái gì? Phải chào quý vị khán giả đi rồi muốn ăn gì thì ăn. Và bây giờ thì Đình Toàn, doctor khỏe và lá lốt xin được chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình tiếp theo.